Thưa quý vị, một tháng qua tình hình dịch bệnh đã lắng xuống khi mà số ca mắc tại các địa phương đã giảm sâu. Các hoạt động dịch vụ du lịch đã dần được khôi phục trở lại bình thường. Và có lẽ là dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5 sắp đến gần với 4 ngày nghỉ lễ và lượng du khách dự báo sẽ tăng mạnh ở nhiều địa phương. Rồi chúng ta chứng kiến là nhiều tour du lịch dịch vụ thì đã kín chỗ. Và sau tròn một năm làn sóng thứ tư bùng phát sau dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 năm ngoái thì năm nay những dòng người tại các địa điểm du lịch có khiến chúng ta phải đối mặt với một làn sóng dịch mới hay không? Khi mà chúng ta biết là độ phủ của vaccine đã rất cao rồi. Ngày hôm nay để chia sẻ cùng vấn đề này, chúng tôi đã mời đến trường quay uh, chuyển tối nay phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam để chúng ta cùng đàm luận vấn đề này. À. Xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ đã cùng đồng hành với chương trình. À. À, vâng ạ, mặc dù đến thời điểm hiện tại thì uh, rõ ràng chúng ta nhìn thấy là dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát rồi, uh, nhưng mà dịp nghỉ lễ này thì nhu cầu đi lại dự kiến của người dân sẽ tăng rất là cao. Uh, vài ngày qua thông tin là các hãng hàng không này rồi là đường sắt này gần như là không còn vé nữa. À, chúng ta cũng liên tưởng đến sự kiện này trong một năm trước khi mà tôi cũng đại ngồi tại đây khi mà lo lắng về vấn đề 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm ngoái thì chúng ta nhìn thấy cái làn sóng dịch Covid-19 thứ tư nó đã dữ dội thế nào rồi. Vậy thì năm nay thì cái tiên lượng về cái 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 dịch Covid-19 như thế nào trong dịp nghỉ lễ dài đến 4 ngày như thế này thưa Vâng, các bạn biết thì chúng ta phải phân tích cái đặc điểm dịch của năm ngoái và năm nay để chúng ta đưa ra cái nhận định cái câu hỏi thì hỏi vừa rồi trước tiên thì các bạn biết rằng là năm ngoái thì dịch nó xảy ra quy mô một vài tỉnh. Thế và chúng ta thấy rằng là không chế được dịch chúng ta nơi lòng và cũng 30 tháng 4, 1 tháng 5 gần như là nơi lòng hoàn toàn người dân đi du lịch. Thế nhưng mà chúng ta không lường trước được, không dự báo được cái chủng Delta uh, lây lan nhanh, rồi lại gây triệu chứng nặng. Và lúc đó thì chúng ta chưa tiêm vaccine cái số mắc phần lớn là những cái ca nó nặng chuyển nặng và cái năng lực về y tế cái tiếp cận để mà can thiệp cho bệnh nhân từ cái việc mà người ta mắc nhẹ sang chuyển nặng cũng chưa có và gây ra một cái hiện tượng là bệnh nhân chuyển nặng rất lớn gây ra hiện tượng quá tải hệ thống y tế giờ gây ra số tử vong cao tôi cũng ừ. muốn là nói lại cái thiệt hại nhưng năm nay thì các bạn biết rằng là chúng ta đã tiêm vaccine Được. chúng ta thấy rằng cái số mắc nó cao trước đây là có trường hợp là một ngày gần trăm nghìn trường hợp mắc nhưng phần lớn những ca mắc nhẹ các cái ca mắc này được tiếp cận y tế và không chuyển nặng và không bị quá tải hệ thống y tế và không tử vong thế và thậm chí năm nay tôi cho rằng đến thời điểm này cái số mắc nó vẫn còn có thể là cao nhưng ý, chúng ta không sợ là cái việc quá tải hệ thống y tế không sợ chuyển nặng không sợ tử vong thì đấy là cái thành công mà chúng ta vẫn kiểm soát được dịch bệnh mà chúng ta vẫn đi du lịch được một cách nó an toàn và có thể sau cái du lịch số mắc cũng tăng cao nhưng chúng ta không đáng lo ngại vâng rõ ràng là khi hiện tại bây giờ thì khi mà tỷ lệ người dân được bao phủ vaccine thì cũng rất là cao À, nhưng mà chúng ta cũng phải nói thêm rằng thì cái dịch Covid-19 như thế này à, dù rằng chúng ta có được cái miễn dịch cộng đồng nhưng mà rất khó để có thể thanh toán được cái dịch Covid-19 này khi mà cái con virus nó liên tục thay đổi cái biến thể của nó. Vậy thì chúng ta có lo lắng về một cái cái biển người ở các địa phương mà chúng ta sẽ sẽ được chứng kiến trong một vài ngày tới không ạ? Chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta qua theo dõi cái tình hình được. quốc tế thì hiện nay cũng chưa có cái biến thể nào thật đáng lo ngại. Mặc dù người ta có nói rằng là Omicron B.A.1.2 nhưng mà cũng không thật đáng lo ngại. Và cái hiện nay chúng ta đi du lịch nới lỏng như thế rồi đi du lịch nó mạnh như thế sau du lịch chúng ta có thể chấp nhận rằng là cái số ca nhiễm nó tăng hơn trong cái thời điểm hiện tại. Ừ. Nhưng mà tôi vẫn nói rằng là vì chúng ta đã tiêm vaccine vì chúng ta đã có biết các cái biện pháp mà can thiệp y tế nên là chúng tôi nghĩ rằng là có thể thôi mắc nó cũng có tăng nhưng nó không có chuyển nặng không có quá tải hệ thống y tế không có tử vong và như vậy chúng ta vẫn đang kiểm soát được dịch và người dân vẫn cứ nói rằng là mắc nó như như cúm ấy, nên là không đáng lo ngại lắm nhưng mà tôi vẫn khuyến cáo rằng là chúng ta không nên chủ quan lơ là. Lạ vâng rõ ràng là cái tâm lý mà vừa rồi mà phó tiến sĩ trần phu cũng chia sẻ thì nó đang hiện hữu rồi bởi vì chúng ta nhìn thấy là cái lưu lượng người mà đi du lịch trong cái thời điểm mà dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì dường như là nó còn nó còn bùng nổ hơn cả những năm trước bởi vì chúng ta nhìn thấy là một năm qua người dân gần như là không đi đâu đúng không ạ năm nay thì khi mà đã tiêm đủ vaccine rồi là coi cái 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 virus uh, sars cov 2 và khi mà nhiễm covid 19 chín là cú mùa như vậy và cái cái tâm lý là không còn lo ngại nữa rồi cứ đi chơi xả láng rồi chúng ta thấy được cái biển người các địa phương như vậy thì cái tâm lý như thế này có đúng trong cái bối cảnh hiện nay không Tôi muốn nói lại là cái tâm lý mà người dân muốn xả hơi thì đấy là cái tâm lý đúng và cũng là cần thiết để mà sau những cái khi mà chúng ta đã kiểm soát được dịch bệnh nhưng mà tôi vẫn nói lại là người dân không lên chủ quan lơ là, là vẫn áp dụng những cái biện pháp dự phòng cá nhân một cách là tối đa có thể là ví dụ như là cũng có những người nhiều người chưa nhiễm chứ à, Thì chưa nhiễm thì anh nhiễm thì anh cũng có thể là bị bị nhiễm và là lại và những vấn đề về nói là có những người nhiễm đấy thì vẫn bị nặng và vẫn bị vào viện và vấn đề tử vong chưa nói đến là nhiễm rồi thì về là không đi làm được vân vân thì rồi đặc biệt là như những người già người mắc bệnh nền thì những người chưa tiêm vaccine mà nếu mà như bị nhiễm thì cũng đó, tử vong thì và những cái người nhiễm rồi lại cũng tái nhiễm nữa và cái biện pháp dự phòng cá nhân là vẫn là quan trọng để chúng ta cố gắng là chúng ta không nên bị lây nhiễm Covid-19. Vâng, rõ ràng là với một cái số có thể nói là nhỏ thôi, ừ. với những người chưa bị nhiễm Covid-19 chín ừ. hoặc là những cái đối tượng mà chưa được chưa được tiêm vaccine như là độ tuổi từ 5 đến 11 cũng chưa hoàn thành hết việc tiêm vaccine thì có lẽ là cái câu chuyện là nếu mà chúng ta không có những biện pháp thì cái chuyến du lịch đấy có có thể là sẽ mất vui phải không ạ? Khi mà một thành viên trong số gia đình nó tự nhiên là bị nhiễm đúng không ạ? Thì rõ ràng là cái cái chuyến du lịch đấy nó trở thành vô nghĩa vậy thì làm thế nào để chúng ta có được một cái, cái cái ứng xử đối với những người mà đã nhiễm đúng không ạ, những người chưa nhiễm và những người có nguy cơ tái nhiễm trong cái dịp này ạ? thì tôi muốn nói là cái quan trọng là chúng ta thực hiện những cái biện pháp phòng bệnh, thứ tiên là tự bản thân mình là biện pháp phòng bệnh cá nhân cho nó tốt, ví dụ như là chúng ta vẫn phải đề phòng trong cái việc mà trong môi trường kín. Vâng. thì rồi chỗ đông người chúng ta thực hiện được những cái biện pháp đeo, đeo khẩu trang như khử khuẩn hoặc là kể cả không tiếp xúc với những cái người mà ở cái nhóm lạ khác hoặc là đặc biệt là những cái người mà sốt này, đau họng này, ho này thì chúng ta rất cần biết phải đeo khẩu trang và phải thì, uh, giữ phòng bệnh cho người khác và những người vâng. khác cũng không nên tiếp xúc với những cái người đó thì để nhớ là người ta bị Covid-19 thì chúng ta lây lan. Ừ. Và tôi vẫn nói là đặc biệt là quan tâm tới cái đối tượng dễ bị tổn thương như ừ. là chưa tiêm vaccine, người già, người mắc bệnh nền. Chúng ta đưa ông già, đưa bố mẹ đi, chúng ta phải phòng bệnh cho cho ông già mắc bệnh nền. Chứ đi lại rồi, đi rồi cuối cùng đi du lịch về mà lại là mắc Covid mà phải vào viện thì đấy là một cái điều hoàn toàn không nên. Thế và ý tôi nói rằng chúng ta thực hiện được một biện pháp phòng bệnh, dự phòng cá nhân, ví dụ đeo khẩu trang này, khử khuẩn này thế rồi giữ không tiếp xúc như tôi vừa nói một cách tối đa có thể nếu chúng ta thực hiện được để chúng ta không bị nhiễm covid 19. Vâng có lẽ là với những người mà chưa bị nhiễm covid 19 thì thời điểm này ừ. đi du lịch cũng là một cái uh, so đo hoặc một cái do dự rất là lớn phải không ạ à. và nhưng mà cũng có nhiều ý kiến cho rằng là uh, quy tắc 5 k thì đã không còn phù hợp trong cái bối cảnh hiện nay nữa mà rõ ràng là mới đây thì bộ y tế cũng đã bỏ tờ khai y tế online này rồi là nhiều người dân nói thể hiện việc giữ khoảng cách và không tụ tập trong cái thời điểm mà mọi người đi chơi như thế này thì rất khó để mà thực hiện phải không ạ à, mà chỉ có khẩu trang và khử khuẩn thôi vậy thì ý kiến của phó sư tiến sĩ trần phu thế nào trước tiên ta phải hiểu cái bản chất của 5 k đây 5 k đấy là bao gồm các cái biện pháp dự phòng yeah. uh, không đặc hiệu yeah. thế và trước khi mà chúng ta dịch covid 19 chúng ta không có 5 k nhưng mà chúng ta đã có các biện pháp phòng bệnh à. đó rồi, phòng bệnh với các bệnh như vậy chúng ta đeo khẩu trang, khi mà chúng ta vào bệnh viện chúng ta tiếp xúc với những cái người mà bị cái, mắc các bệnh hô hấp chẳng hạn à. Thì rồi chúng ta rửa tay, chúng ta khuyên rửa tay, người dân rửa tay với xà phòng liên tục cơ mà. À. mà mình, người ta nói rằng rửa tay với xà phòng là nó ừ, giảm được 44% nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm và cũng ừ, đường hô hấp và tiêu hóa thì rồi chúng ta vẫn thực hiện cách ly những cái bệnh nhân rồi những cái người mà bị có những triệu chứng về bệnh hô hấp chúng ta vẫn không tiếp xúc với người khác thì tôi cho rằng ấy là chúng ta không nên là nói rằng là 5 k chuyển xuống 2 k hay 4 k hay một k vân vân nhưng chúng ta khuyến khích người dân thực hiện các cái biện pháp dự phòng cá nhân này bởi vì nếu bây giờ chúng ta bỏ một vài ca đi thì nghiễm nhiên là chúng ta để cho người dân không chú trọng cái biện pháp dự phòng cá nhân vâng. thế và chúng tôi muốn mong rằng là chúng ta áp dụng một cách linh hoạt trong những điều kiện có thể lúc nào ca nào là là chính ca nào là không áp dụng được ví dụ như là chúng ta đã đi du lịch thế này thì chúng ta ăn uống các thứ thì làm sao chúng ta đeo khẩu trang được vâng. và kể cả có những lúc chúng ta không thể ngồi giãn cách được chúng ta không thể là không tụ tập được nhưng mà đi ô tô đi máy bay chúng ta phải tuân thủ cái việc mà đeo khẩu trang chứ đúng không ạ vâng. chứ khử khuẩn nữa Thế và cái việc khai báo y tế tôi cũng muốn nói lại là chung lúc này chúng ta rất cần bỏ khai báo y tế bởi vì là chúng ta không truy vết nữa, chúng ta không phong tỏa nữa. Nhưng nếu như có những cái biến chủng mới mà ở bên ngoài và chúng ta là phải áp dụng biện pháp khai báo y tế. Tôi nhớ cách đây 2 năm 30 Tết chúng tôi phải ngồi mà làm việc khi ra một ừ. cái tờ khai báo y tế khi mà cái chủng Covid-19 nó vào thì chúng ta phải rất căn cứ vào một cái tình hình thực tế để áp dụng trong nguyên pháp phòng bệnh. Tôi vẫn nói rằng là nguy cơ đến đâu đáp ứng đến đó, vâng. tránh không đáp ứng tới thì ảnh hưởng tới cái việc mà không phòng chống dịch bệnh. Nhưng đáp ứng thái quá thì lại gây thiệt hại kinh tế và kể cả an sinh xã hội người dân và kể cả du lịch nếu chúng ta cấm đoán quá thì chúng ta lại vâng. người dân đi lại không mất vui vâng. hoặc là không thực hiện được. Và tôi vẫn nói rằng là chúng ta dự phòng đồng bộ. Uh, uh, nới lòng đồng bộ nhưng cũng dự phòng đồng bộ và chúng ta chuyển từ cái việc cấm đoán chúng ta không cấm đoán nữa nhưng sang quản lý rủi ro, sang quản lý rủi ro nghĩa là đi nghĩa là chúng ta bị nhiễm bệnh thì chúng ta phải thực hiện các biện pháp phòng bệnh như là MC vừa nói và chúng ta nhớ có bị nhiễm Covid-19 thì chúng ta phải có cái biện pháp phòng bệnh và điều trị một cách phù hợp chứ chúng ta không thể nói rằng là nhớ cứ sợ mà không đi du lịch trong cái thời điểm hiện nay. Vâng, rõ ràng là À, chúng ta sẽ nhìn thấy và sẽ chứng kiến được cái cái sức lan tỏa và cái sức cởi mở của chúng ta Vậy thì à, rõ ràng là chúng ta nhìn thấy được rằng là bên cạnh cái nỗi lo về dịch Covid-19 thì tạm lắng xuống Thì chúng ta cũng nhìn thấy là những cái nỗi lo khác sẽ kéo theo lên à, Có thể là vệ sinh an toàn thực phẩm, có thể là an toàn giao thông, có thể là rất nhiều những cái vấn đề khác à, xung quanh à, cái điều này Và cũng mong muốn rằng à, với tất cả người dân khi mà tham gia À, các các hoạt động du lịch vào ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5 tới dù biết rằng cái tâm lý của chúng ta đã được thoải mái đã được cởi mở nhưng mà chúng ta cũng nên vui vui thôi nhưng đừng vui quá phải không ạ? Để tránh cái việc mà không chỉ là vấn đề về dịch Covid-19 mà còn những hệ lụy khác liên quan đến cái, cái việc mà chúng ta có được một cái một cái mùa du lịch à, nói chung và những cái ngày nghỉ lễ nói riêng những ngày được trọn vẹn hơn và chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn những cái phân tích những cái à, lập luận của phó giáo sư tiến sĩ à, Trần Đắc Phu à, trong chương trình Chào của tối ngày hôm nay. Ừ.